Vatican News, tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Tòng băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 27 tháng 5, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco vào trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn của Vatican News với cha Giuse Nguyễn Văn Quy, hiệu trưởng trường cao đẳng Hòa Bình, Xuân Lộc. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại một số chứng tá trong cuộc hành hương chiến sĩ đến Lộ Đức năm 2019. Bây giờ, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng. Kính thưa quý vị thính giả, trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm Chủ nhật 26 tháng 5, Đức Thánh Cha đã chia sẻ những suy tư của mình về bài tin mừng Chủ nhật thứ 6 Phục sinh. Ngài nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta sẽ không bao giờ phải lẻ loi. Thần khí đấng bảo trợ sẽ luôn ở cùng và sẽ giúp chúng ta trong công cuộc loan truyền tin mừng cho thế giới. Ngài cũng kêu gọi các tín hữu cần mở ra, biết ngoan ngoãn lắng nghe Chúa Thánh Thần và làm chứng cho Chúa Kitô dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau đây là toàn văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Il Vangelo di questa domenica sesta di Pasqua ci presenta un brano del discorso che Gesù ha rivolto agli apostoli nell'ultima cena. Anh chị em thân mến, tin mừng Chúa Nhật thứ 6 Phục sinh hôm nay trình bày cho chúng ta những lời của Chúa Giêsu nói với các tông đồ trong bữa tiệc ly. Ngài nói với các ông về hoạt động của Chúa Thánh Thần và Người Hứa. Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Khi đến gần thời khắc của thập giá, Thầy Giêsu bảo đảm cho các tông đồ rằng họ sẽ không bao giờ phải lẻ loi. Thần khí đấng bảo trợ sẽ luôn luôn ở cùng họ. Người sẽ giúp họ trong công cuộc truyền rao tin mừng cho thế giới. Trong tiếng gốc Hy Lạp, từ bảo trợ nghĩa là đấng ở gần bên để nâng đỡ và ủi an. Thầy Giêsu trở về cùng Chúa Cha như người tiếp tục hướng dẫn và làm cho cộng đồng các môn đệ sống động qua hoạt động của Chúa Thánh Thần. Sứ mạng của Thánh Thần mà Thầy Giêsu đã hứa là gì? Chính Thầy Giêsu đã nói về món quà Thánh Thần rằng Người sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Trong cuộc sống trần thế của mình, Thầy Giêsu đã trao cho các môn đệ tất cả những gì Người muốn bày tỏ cho các ông, Người đưa các ông đến sự thành toàn của mặc khải thánh thiêng. Đó là tất cả những gì Chúa Cha muốn nói cho nhân loại nơi sự nhập thể của Người Con. Công việc của Thánh Thần là nhắc nhớ, nghĩa là làm cho hiểu một cách đầy đủ và thúc đẩy họ thực hiện những điều Thầy Giêsu dạy cách cụ thể. Và đây chính là sứ mạng của giáo hội, hiện thực hóa sứ mạng ấy bằng một lối sống cụ thể. Tin cậy Thiên Chúa và tuân giữ lời Người, ngoan ngoãn trước những hoạt động của Chúa Thánh Thần, tiếp tục làm cho Chúa phục sinh, sống và hiện diện. Đón nhận bình an và lời chứng được trao phó cho mình với thái độ mở ra và gặp gỡ người khác. Để đạt được tất cả những điều này, giáo hội không thể giữ im lặng, nhưng với sự tham gia tích cực của mỗi tín hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội, giáo hội được kêu gọi để hành động như một giáo hội lữ hành, được làm cho sống động và được nâng đỡ nhờ ánh sáng và sức mạnh của thần khí, đấng làm cho tất cả mọi sự trở nên mới mẻ. Đó là việc thoát khỏi những ràng buộc thế gian và những quan điểm, hoạch định, mục tiêu của chúng ta, những điều thường cản trở hành trình đức tin của chúng ta, cũng như cản trở chúng ta đặt mình trong sự ngoan ngoãn lắng nghe lời Chúa. Do đó, chính thần khí của Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta và hướng dẫn giáo hội, để giáo hội trở thành khuôn mặt đích thực, đẹp đẽ và sáng ngời theo ý muốn của Chúa Kitô. Hôm nay, Thiên Chúa mời gọi chúng ta mở con tim mình với món quà của Thánh Thần,
để xin Người hướng dẫn chúng ta đi theo con đường của lịch sử. Mỗi ngày, xin Người dạy chúng ta luận lý của tin mừng, luận lý của tình yêu. Người dạy chúng ta mọi điều và nhắc nhớ chúng ta tất cả những điều Thầy Giê-xu nói với chúng ta. Sau đó, Đức Thánh Cha khuyên nhủ các tín hữu hãy noi theo Đức Maria trong việc cộng tác với Chúa Thánh Thần. Ngài nói: Lạy Mẹ Maria, đấng mà chúng con tôn kính, cầu nguyện với lòng sùng kính đặc biệt trong tháng này, Mẹ là Mẹ của chúng con ở trên trời, xin Mẹ luôn bảo vệ giáo hội và toàn thể nhân loại. Với đức tin khiêm tốn và can đảm, Mẹ đã hoàn toàn cộng tác với Thánh Thần để ngôi hai Thiên Chúa nhập thể. Xin giúp chúng con cũng biết để cho đấng bảo trợ hướng dẫn. Ước gì chúng con cũng biết đón nhận lời Chúa và làm chứng bằng đời sống của chúng con. Với những ý nguyện trên đây, kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Regina Celi Letare, Alleluia. Via que meruisti portale, Alleluia. Resurrexis sic dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Gaude Letare Virgo Maria, Alleluia. Via resurrexit Dominus vere, Alleluia. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini Nostri, Iesu Christi, mundum litificare dignatus est. Presta quesumus, ut per eius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis, requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nuncque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn của Vatican News với cha Giuse Nguyễn Văn Uy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc. Kính thưa quý vị thính giả, trên thế giới giáo dục công giáo đóng một vai trò quan trọng trong nền giáo dục quốc gia. Tuy nhiên tại Việt Nam sau khi đất nước thống nhất, giáo dục công giáo chưa có nhiều cơ hội để đóng góp, đặc biệt ở cấp trung học và đại học. Chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn với cha Giuse Nguyễn Văn Uy, hiệu trưởng trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc, trường cao đẳng công giáo duy nhất tại Việt Nam hiện nay. Con xin kính chào cha. Thưa cha, trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc có phương châm là thăng tiến con người toàn diện. Xin cha cho biết điều này được cụ thể hóa như thế nào trong chương trình giáo dục của trường ạ? Vâng, trước hết con xin kính chào cha. Con cũng xin kính chào tất cả các quý vị nghe đài và xin cầu chúc nhiều hồng ân của Chúa trên tất cả mọi người chúng ta. Vâng, thưa cha, đúng như vậy. Nhà trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc chúng con đã chọn phương châm đào tạo là thăng tiến con người toàn diện, nhắm đến ba giá trị cốt lõi: đạo đức, kiến thức, công nghệ. Để đạt được những giá trị này, chúng con đã có những hoạt động cụ thể như sau: xây dựng môi trường sống tại học đường như một gia đình với tinh thần chỉ biết phục vụ và yêu thương của tin mừng Chúa Giêsu Kitô; xây dựng một chương trình đào tạo tích cực ngoài chương trình quy định từng ngành nghề hệ đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Nhà trường tổ chức những buổi hội thảo khoa học và nghề nghiệp, những buổi giao lưu kiến tập tại các công ty doanh nghiệp để các em được trao đổi kiến thức và tiếp cận với những thực tế nghề nghiệp. Nhà trường không ngừng cải tiến trang thiết bị thực tập ngay tại trường, mỗi năm một dồi dào và phong phú hơn.
đặt giá trị cốt lõi đạo đức lên hàng đầu. Nhà trường có chương trình đào tạo kỹ năng sống cho hệ trung cấp và hệ cao đẳng, trau dồi cho các em một khả năng sống và làm việc với tinh thần trách nhiệm và bằng một lương tâm ngay thẳng, tôn trọng, công bằng và thực thi nhân ái với mọi người. Với tính đặc thù là trường công giáo, hai ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật có giảng dạy giáo lý theo từng lớp tuổi, tùy ý các em đăng ký để theo học. Những lớp giáo lý này do các linh mục, tu sĩ nam nữ hướng dẫn. Đồng thời các ngài cũng là người đồng hành để tư vấn cho các em trước những trăn trở của cuộc sống, phân định được những điều hay, điều đúng để các em quyết định cho hướng đi đời mình. Trong khuôn viên nhà trường, với diện tích 5 hecta, có hai khu ký túc xá dành cho nam và nữ. Mỗi khu ký túc xá có nhà nguyện và nhà chầu thánh thể. Các em học sinh, sinh viên công giáo hàng ngày đến viếng Chúa, và cả những em ngoài công giáo cũng tìm đến sự thinh lặng để suy tư và tìm hướng cho đời mình ngày một tốt hơn. Vào những dịp lễ Tết, đạo cũng như đời, nhà trường có những sinh hoạt ngoại khóa, có các thầy cô hướng dẫn từng nhóm sinh viên đi làm công tác từ thiện bác ái đối với những cơ sở bác ái, thăm viếng và chia sẻ với các di dân đến lao động và làm ăn tại các khu công nghiệp. Thưa cha, về nhân sự thì trường tuyển giáo viên dựa trên những tiêu chuẩn nào ạ? Và việc đánh giá chất lượng giáo viên ra sao ạ? Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc hiện có 10 khoa nghề và 20 nghề đào tạo trong hai hệ trung cấp và hệ cao đẳng. Đội ngũ nhà giáo là 252 người, đều có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đạt chuẩn quốc gia. Việc tuyển dụng nhà giáo căn cứ vào thông tư 08/2017 cơ bản gồm 3 tiêu chí, 14 tiêu chuẩn, 44 chỉ số được Bộ Lao động và Thương binh Xã hội hướng dẫn liên quan đến nội dung chủ yếu sau: năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm, năng lực phát triển nghề và nghiên cứu khoa học. Trong thực tế, câu nói đầu môi chóp lưỡi là tìm các thầy cô có tâm và có tầm. Tâm là lương tâm nhà giáo, nhiệt thành và tận tụy trong nghề nghiệp. Tầm là trình độ, kiến thức và kinh nghiệm. Tuy là trường công giáo, nhưng luôn mở rộng đón tiếp các thầy cô không phân biệt tôn giáo và tín ngưỡng. Chỉ mong mời được những thầy cô giáo có tâm hồn nhà giáo, đạo đức, sống tốt, lương tâm ngay thẳng và có nhiều kinh nghiệm trên bục giảng. Tất cả các thầy cô giáo đang giảng dạy tại trường đều được đánh giá chất lượng là giáo viên giảng dạy tốt. Đúng là những người có tâm, có tầm. So với mặt bằng chung của các trường trên cả nước thì học phí của trường Hòa Bình Xuân Lộc khá thấp. Vậy liệu lương của giáo viên và cơ sở hạ tầng của trường có được đảm bảo với cái khoản học phí như vậy không thưa cha? Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc trực thuộc Tòa Giám mục Xuân Lộc. Việc điều hành và quản lý được trao cho Ban Bác ái Xã hội Caritas Giáo phận. Riêng cá nhân con đã được các đức giám mục trao cho phụ trách công tác Caritas từ năm 2002. Con luôn mang ưu tư làm sao phục vụ cho người nghèo một cách cao nhất và có hiệu quả nhất. Ngoài sự thăm viếng, an ủi, chữa bệnh, cứu trợ khi thiên tai và cả đến xây dựng những cơ sở cô nhi, trường khuyết tật, nhà dưỡng lão, con vẫn thấy cần có một ngôi trường để đào tạo những bạn trẻ không có điều kiện được học hành đến nơi đến chốn, không có công ăn việc làm. Năm 2008, ước mơ này đã được thành tựu khi ngôi trường trung cấp nghề Hòa Bình, tiền thân của trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc hiện nay đã được giấy phép thành lập. Còn nghĩ ngay đến việc học phí thật thấp bao nhiêu có thể để học sinh nghèo có cơ hội đi học, để có kiến thức, có nghề mưu sinh. Vâng, đúng như câu hỏi của cha đặt ra, nguồn thu chính của trường là học phí. Khéo léo lắm thì chỉ tạm đủ cho việc chi trả lương giảng dạy của các thầy cô và nhân viên. Nhưng rồi ơn Chúa quan phòng một cái kỳ diệu, Tòa Giám mục Xuân Lộc, các đức cha luôn lo lắng và đầu tư nhân lực và tài lực.
Ngoài ra, trường còn đón nhận được nhiều sự trợ giúp của các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước cho đất để mở rộng mặt bằng xây dựng trường, cho máy móc và trang thiết bị để giảng dạy, cho học bổng hàng năm giúp học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, hỗ trợ lương thực cho bếp ăn nội trú, v.v. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc rất trân trọng những cống hiến của quý cha, quý thầy, quý dì, quý thầy cô giáo và các anh chị em nhân viên. Các ngài không hề đòi hỏi một ưu đãi nào và luôn hết mình vì sự nghiệp giáo dục. Đây là một điểm son của đội ngũ giảng viên, giáo viên và nhân viên của trường công giáo đầu tiên trong cả nước. Xin tri ân quý cha, quý thầy, quý dì, quý thầy cô và các nhân viên. Dẫu vậy, ban giám hiệu và hội đồng quản trị của nhà trường ngay từ lúc khóa đầu tiên đã lo việc trả lương và các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phụ cấp tàu xe, đãi ngộ, sinh hoạt hè, v.v. một cách xứng đáng bằng hoặc hơn các trường khác để quý thầy cô và nhân viên an tâm cộng tác lâu dài với trường. Như vậy, sự hình thành và phát triển của trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc tất cả là nhờ bởi ơn Chúa. Xin tạ ơn Chúa và cảm ơn tất cả mọi người. Về chất lượng giáo dục, xin cha cho biết trường đánh giá ra sao ạ? Để đánh giá chất lượng giáo dục của trường, Bộ Lao động và Thương binh Xã hội qua thông tư 15/2017 đã đưa ra bộ tiêu chí đánh giá trường cao đẳng gồm 9 tiêu chí như sau. Tiêu chí 1, mục tiêu sứ mạng tổ chức và quản lý. Tiêu chí 2, hoạt động đào tạo. Tiêu chí 3, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động. Tiêu chí 4, chương trình, giáo trình. Tiêu chí 5, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện. Tiêu chí 6, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế. Tiêu chí 7, quản lý tài chính. Tiêu chí 8, dịch vụ người học. Tiêu chí 9, giám sát, đánh giá chất lượng. Với 9 tiêu chí đánh giá chất lượng nêu trên, trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc chỉ còn điểm yếu ở tiêu chí thứ 6 về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Nhưng mặt hợp tác quốc tế, trường đã thực hiện tốt trong 5 năm qua, đưa hàng trăm sinh viên học sinh đi du học Nhật Bản và hợp tác lao động. Mỗi năm mỗi phát triển hơn nữa. Sắp tới còn có những hợp tác với Cộng hòa Liên bang Đức và Hàn Quốc. Thưa cha, học sinh sinh viên đang theo học ở trường thì đang ở độ tuổi bước vào đời. Vậy ngoài chương trình chính thức, trường chuẩn bị hành trang cho các em bước vào đời như thế nào ạ? Để trả lời câu hỏi rất sâu sắc này của cha, con xin chia ra hai vấn đề. Thứ nhất, chuẩn bị hành trang cho học sinh sinh viên vào đời. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc của chúng con hiện có 3.000 học sinh sinh viên. Tất cả đều nằm trong độ tuổi bước vào đời. Con xin đăng cử một vài con số. Các em vào năm thứ nhất trung cấp cũng là lớp 10 văn hóa năm 2018 và 2019 hiện nay là 1.250 em với độ tuổi 14-15. Và các sinh viên sẽ tốt nghiệp cao đẳng ở độ tuổi 20-21. Ý thức trách nhiệm này, chúng con đã có một chương trình dài hơi cho học sinh trung cấp và sinh viên cao đẳng về mặt trưởng thành trong nhân cách và trưởng thành trong đạo đức Kitô giáo bằng chương trình kỹ năng sống và giáo dục đức tin như đã thưa ở câu 1 trên. Thứ hai, Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc xin nêu lên đây hay vận dụng cụ thể như sau. Ngoài các lớp giáo lý Hồng Ân theo chương trình giáo lý của giáo phận Xuân Lộc, trường chúng con có một lớp giáo lý tìm hiểu ơn gọi. Hàng năm cũng được từ 40 đến 50 em tham gia. Lớp này được quý cha phụ trách hàng tuần vào các ngày Chủ nhật để giúp các em phân định ơn gọi, tình yêu, gia đình và công việc. Đặc biệt với ơn gọi dâng hiến đã có hàng chục em, nam cũng như nữ, sau khi tốt nghiệp đã đăng ký vào các dòng tu và chủng viện. Về ơn gọi Kitô hữu, nhà trường chúng con đã có tổ chức lãnh nhận các bí tích gia nhập đạo có tới 5 sinh viên.
Những em này hiện nay đang sống là những người công giáo rất tốt. Vận dụng thứ hai, trong khoa nghề du lịch, các em học sinh sinh viên tại khoa nghề này được đào tạo để trở thành những hướng dẫn viên du lịch, những nhà quản trị tour du lịch trong và ngoài nước. Các em được học hỏi những điểm quan trọng của tông huấn Laudato Si về sáng tạo là một món quà thiêng liêng và quý giá của Thiên Chúa được mọi người nam nữ quý trọng, được học hỏi về sự chăm sóc thiên nhiên. Để khi các em thực hành nghề hướng dẫn viên du lịch, chính các em cảm nhận được món quà thiêng liêng một cách sâu sắc nhất và có khả năng để chia sẻ cho mọi người sắc tín của mình. Đồng thời, các em cũng biết quảng bá tinh thần chăm sóc thiên nhiên mà Đức Thánh Cha Francisco đã dạy. Con xin đưa một thông tin. Trong ngày 5 tháng 5 2019 vừa qua, Trường Cao đẳng Hòa bình Xuân Lộc của chúng con được vinh dự đón tiếp Đức Tổng Giám mục Margaret Zalensky là sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kim đại diện Tòa Thánh không thường trực tại Việt Nam đến thăm trường. Các em sinh viên của trường đã đặt câu hỏi về tông huấn mới nhất Christus Vivit của Đức Thánh Cha. Đức Tổng Giám mục đã trình bày một cách ngắn gọn và rất cụ thể cho các em biết sống giây phút hiện tại và tận hưởng món quà nhỏ của cuộc sống với lòng biết ơn như Đức Kitô sống. Vâng, chúng con những người thực hiện chương trình Vatican News xin chân thành cảm ơn cha. Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Mai Châu điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Vatican, chiều 23 tháng 5, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ khai mạc Đại hội Caritas quốc tế. Đồng tế trong thánh lễ có Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục giáo phận Manila, Philippines, Chủ tịch Caritas quốc tế và nhiều Hồng y giám mục, linh mục cùng nhiều tín hữu tham dự thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng: "Bài đọc hôm nay trong sách Công vụ Tông đồ nói đến một sự kiện lần đầu tiên xảy ra. Đó là những người ngoại được dẫn vào đức tin. Từ đó đã có một cuộc tranh luận gay gắt xảy ra, xem có cần bắt những người ngoại này tuân giữ luật Mô-xê hay không. Đây là cám dỗ của chủ nghĩa hiệu quả, của việc nghĩ rằng giáo hội phải nằm trong tầm kiểm soát, trật tự đâu vào đấy, và cũng là cám dỗ là một cuộc thăm dò. Nhưng Chúa không như vậy. Từ trời, Chúa không cho một câu trả lời, nhưng Chúa cho Thánh Thần. Mà thần khí thì không mang lệnh hàng ngày phải làm. Chúa Giê-xu không muốn giáo hội trở thành một mô hình hoàn hảo với những tổ chức có khả năng bảo vệ thanh danh của chính mình. Nhưng tin mừng chính là chương trình cuộc sống của chúng ta. Tin mừng không dạy chúng ta về những kê đơn có sẵn và đức tin không phải là bảng chỉ đường, nhưng là con đường. Do đó, Đức Thánh Cha khai triển ba điều: khiêm tốn lắng nghe, đặc sủng cùng nhau và can đảm bỏ lại. Bắt đầu từ cuối cùng, can đảm bỏ lại. Như giáo hội tiên khởi, cuộc tranh luận không phải về việc áp đặt một điều mới, nhưng là bỏ đi điều gì đó cũ. Vì sứ mạng, đôi khi những điều cũ không còn thích hợp lại trở nên cản trở sứ mạng, cần phải bỏ đi. Chúng ta cần khám phá ra vẻ đẹp của sự bỏ lại. Thiên Chúa thanh luyện và thường Chúa cắt tỉa để trở nên đơn sơ hơn. Điểm thứ hai, các tín hữu đầu tiên đã can đảm bỏ lại nhờ khiêm tốn lắng nghe. Họ đã để cho người khác nói và sẵn sàng thay đổi. Người ta chỉ biết lắng nghe khi để cho người khác nói. Khiêm tốn phát sinh không phải từ việc nói, nhưng từ việc lắng nghe. Bằng sự khiêm tốn, Chúa Giê-xu đã phục vụ. Đây là đức ái được thần khí hướng dẫn. Cuối cùng, có được khiêm tốn lắng nghe và can đảm bỏ lại nhờ bước qua đặc sủng cùng nhau. Cuộc tranh luận trong giáo hội tiên khởi là sự hiệp nhất vượt lên những khác biệt. Đối với mỗi người, điều trên hết không phải là những ưu tiên hay chiến lược, nhưng là cùng cảm thức với giáo hội của Chúa Giê-xu, quy tụ quanh Thánh Phê-rô trong đức ái, không tạo nên một đồng phục, nhưng là hiệp thông. Không ai có thể biết hết tất cả, vì thế cần phải đi cùng nhau. Đức Thánh Cha cũng nói đến hai nhà tạm,
nhà tạm thánh thể và nhà tạm sống là những người nghèo, một nhà tạm tại chỗ và một nhà tạm di động. Đó là nơi tồn tại tình yêu và thấm nhuần lối nghĩ về tấm bánh được bẻ ra. Tại đó, người ta có thể hiểu được từ như khi Chúa Giê-xu nói, như cha yêu thầy, thầy cũng yêu anh em. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đúc kết bài giảng bằng cách lặp lại ba từ, khiêm tốn, hiệp thông và bỏ lại. Vatican, hôm 21 tháng 5, Đại sứ quán Tokyo cạnh Tòa Thánh tuyên bố chính phủ Nhật Bản trao huân chương mặt trời mọc sao vàng và bạc cho Đức Hồng Y Raffaele Farina. Đây là một trong những huân chương cao quý của Nhật dành cho những ai có những đóng góp quan trọng cho việc quan hệ quốc tế, phát triển văn hóa Nhật Bản, phát triển phúc lợi xã hội hoặc giữ gìn môi trường. Sở dĩ Đức Hồng Y được nhận huân chương danh dự này vì những đóng góp của Ngài cho tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Vatican. Trong nhiều năm, Đức Hồng Y giữ vai trò là chuyên viên lưu giữ của Viện Lưu trữ Mật Vatican và quản thủ Thư viện Vatican. Với nhiệm vụ này, Ngài đã củng cố quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Tòa Thánh. Một đóng góp đặc biệt của Đức Hồng Y đó là sắp xếp lại các tài liệu lịch sử thời Edo được nhà truyền giáo Marino Marega thu nhập. Các tài liệu này liên quan đến thời cấm đạo Kitô giáo trong vùng Bungo, Nhật Bản. Rotili di Marega là một bộ sưu tập khoảng 10.000 tài liệu, mô tả sự hiện diện và bách hại cộng đồng Công giáo tại Nhật Bản. Đây là giai đoạn từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ 19. Các tài liệu được nhà truyền giáo người Italia, cha Mario Marega, đưa đến Vatican vào những năm 40 của thế kỷ 20. Kể từ đó, các tài liệu vẫn ở trong kho lưu trữ của Vatican cho đến năm 2010, khi nhà nghiên cứu Delio Rovebio tìm thấy chúng. Các tài liệu được viết trên giấy gạo, chúng rất thanh mảnh, để có thể chạm vào phải dùng găng tay đặc biệt. Theo Đức ông Cesare Bassini, giám đốc thư viện, đây là bộ sưu tập tài liệu lớn nhất thuộc loại này. Trong 6 năm, bắt đầu từ năm 2014, có một thỏa thuận giữa Thư viện Vatican và 4 thư viện lịch sử Nhật Bản về việc dịch và phân loại các tài liệu. Văn bản đầu tiên trong số này có niên đại 1719, nội dung nói về sự xuất hiện Kitô giáo tại Nhật Bản vào năm 1549 do các cha dòng tên đến loan báo tin mừng. Để hiểu được đức tin đã lan rộng trong nước thế nào, người ta có thể đọc trong một tài liệu mô tả việc 4 nhà quý tộc Nhật Bản đến Roma năm 1585, tham dự cuộc bầu cử của giáo hoàng Sixtus V. Nhiều tài liệu trong số này đã cho biết chi tiết cuộc đàn áp chống cộng đoàn mới của Mạc Phủ và mô tả chi tiết cuộc tử đạo của 26 Kitô hữu Nagasaki, hậu quả dẫn đến việc trục xuất Kitô giáo vào năm 1612. Manila, hôm 20 tháng 5, Thượng nghị viện Philippines đã thông qua dự luật nhất trí lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria mùng 8 tháng 9 là ngày lễ quốc gia. Nếu Tổng thống Duterte ký, thì đây sẽ là lễ thứ hai kính Đức Maria được tuyên bố là ngày nghỉ ở Philippines. Năm 2017, ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mùng 8 tháng 12 đã được tuyên bố là một ngày lễ nghỉ quốc gia. Trong dịp này, Tổng thống Duterte đã nhắc nhở người Philippines hãy khiêm tốn và trung thành vì mọi người. Tổng thống tỏ lòng tôn kính Đức Maria và mô tả mẹ là người biết quên mình khi mẹ đón nhận lời mời trở thành mẹ Đức Kitô để kế hoạch cứu rỗi được thực hiện. Ông gọi Đức Maria là mẫu gương của đức tin và là nguồn cảm hứng cho nhiều Kitô hữu, đặc biệt trong thời gian thử thách. Một số nhà lãnh đạo Do Thái hoan nghênh về sự kiện này. Nữ tu Mary John Manansan nói, tôi chỉ muốn các chính trị gia có lòng sùng kính rõ ràng đối với Đức Maria và từ đó biết áp dụng, thực hành các giá trị Kitô trong cuộc sống cá nhân và chính quyền của họ. Đức cha Ruperto Santos, giám mục Palanca, cho biết những gì các nhà lập pháp đã làm là tin tốt, rất truyền cảm hứng và thú vị. Đức cha Santos, đứng đầu Ủy ban giám mục về di dân nói, Thượng viện đã làm đúng những gì mà người Philippines chúng tôi yêu quý trong lòng. Nghị sĩ Rodolfo Farinas, tác giả của dự luật, cho biết ngày lễ này nhằm mục đích cho phép người Công giáo tôn kính và cử hành lòng sùng kính của họ đối với Đức Trinh Nữ Maria. Vatican,
Lúc 12 giờ trưa thứ Sáu ngày 24 tháng 5, Đức Thánh Cha tiếp kiến khoảng 6.000 thành viên của Ngày hội Bóng đá chúng ta yêu. Mở đầu diễn văn với các tham dự viên, Đức Thánh Cha dùng lại lời của Thánh Gioan Bosco: các con hãy ném quả bóng lên trời và trước khi chạm đất thì hãy nhìn những người kề cận mình. Có thể nói phía sau một quả bóng lăn thì luôn có một cậu bé với những ước mơ và khát vọng, với cả thể xác và tâm hồn. Trong hoạt động thể thao thì không chỉ có cơ bắp mà toàn thể nhân cách của đứa trẻ. Thể thao là một cơ hội lớn để học cách cho đi chính mình nhiều hơn với sự hy sinh và dấn thân, và trên hết là không một mình. Chúng ta đang sống trong một thế giới với những công nghệ mới, dễ bị cô lập, tạo nên những liên kết ảo với nhiều người nhưng xa cách. Điều đẹp của việc chơi với quả bóng là cùng với người khác chạy trên sân, học cách chơi, tin tưởng đồng đội. Quả bóng trở nên phương tiện để chia sẻ tình bạn, cùng nhau tại một nơi, nhìn vào mặt nhau. Nếu được sống như vậy thì thật là tốt cho cả cái đầu lẫn con tim trong một xã hội chủ quan, quy chiếu vào chính mình như thể nguyên tắc tuyệt đối. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến từ trò chơi trong tên gọi của Liên đoàn. Liên đoàn trò chơi bóng đá Italia. Đôi khi từ trò chơi này bị quên mất hoặc bị thay thế, giảm thiểu hay ngay cả trái ngược với mục đích của nó. Một ngày nọ, có một nhà báo hỏi một nhà thần học làm sao có thể giải thích cho một cháu bé về hạnh phúc. Nhà thần học trả lời: tôi sẽ không giải thích, tôi cho nó một quả bóng để chơi. Việc chơi sẽ làm cho nó thấy hạnh phúc vì nó có thể thỏa sức với tự do và theo đuổi ước mơ, nhưng không bắt buộc phải trở thành người vô địch. Đức Thánh Cha cũng nhắc các cha mẹ là luôn phải cho con cái nhìn thấy thể thao là trò chơi, tự do và mang tính xã hội. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco giới thiệu sách You Care for Kids, cuốn giáo lý công giáo cho trẻ em và cha mẹ. You Care for Kids là sách giáo lý mới dành cho trẻ em từ 8 đến 12 tuổi, mục đích chuẩn bị cho các em rước lễ lần đầu và lãnh nhận bí tích thêm sức. Sách do Hội đồng Giám mục Áo thực hiện và được Hội đồng Tòa Thánh Tái truyền giảng Tin mừng phê duyệt. Hội đồng Tòa Thánh Tái truyền giảng Tin mừng là cơ quan được Đức Thánh Cha ủy thác thẩm quyền về giáo lý. Nội dung của sách giáo lý mới dành cho trẻ em bao gồm giáo lý căn bản đức tin giáo lý của giáo hội công giáo, nhưng được trình bày với một ngôn ngữ phù hợp với trẻ em cùng với hình ảnh đầy màu sắc và cuốn hút. Công trình được thực hiện dưới dạng câu hỏi và câu trả lời. Thỉnh thoảng có phần in đậm trình bày nội dung đức tin phù hợp với khả năng hiểu biết của trẻ em, đồng thời được giáo hội cho phép. Phần dưới mỗi trang có những thông tin dành cho cha mẹ, giáo lý viên và nhà giáo dục, khuyến khích họ suy nghĩ tạo thuận lợi cho việc đối thoại về các đề tài đức tin giữa người lớn và trẻ em. Ngoài ra, You Care for Kids còn là một cuốn sách chỉ dẫn theo các chủ đề và phân tích. Nhờ đó, những ai quan tâm có thể dễ dàng tìm thấy các tài liệu cho những điểm cụ thể. Sách đã bắt đầu bán tại Roma từ thứ Sáu 24 tháng 5. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại một số chứng tá trong cuộc hành hương Chiến sĩ đến Lộ Đức năm 2019. Từ ngày 16 đến 19 tháng 5 vừa qua, trong cuộc hành hương quân nhân quốc tế, hơn 200 khách hành hương đến Lộ Đức trong chương trình Các chiến sĩ đến Lộ Đức của Hội Hiệp sĩ Columbus. Hội Hiệp sĩ Columbus có truyền thống lâu đời trong việc giúp đỡ quân đội và hướng dẫn các cuộc hành hương quân đội. Hội đã tài trợ cho các cuộc hành hương đến Lộ Đức trong thời Thế chiến thứ hai. Vào năm 2013, khi biết rằng Hoa Kỳ sẽ không gửi đại diện tham dự cuộc hành hương quân nhân quốc tế vì việc cắt giảm tài chính của chính phủ, Hội Hiệp sĩ Columbus đã cùng với Tổng giáo phận quân đội thành lập hội Các chiến sĩ đến Lộ Đức. Nhiều người trong đoàn hành hương Các chiến sĩ đến Lộ Đức là các tín hữu công giáo, nhưng họ rất khác nhau trong cách thực hành đức tin. Một số người tham dự thánh lễ hằng ngày, trong khi tương quan của một số khác với giáo hội lại phức tạp hơn. Đối với Mary Kazenberg,
Cuộc hành hương đã cho cô cơ hội tham dự thánh lễ lần đầu tiên sau gần 20 năm. Cô nói, sau gần 20 năm, bám chặt với suy nghĩ rằng tôi có thể làm mọi việc dựa vào sức mình hay làm theo cách của mình. Cách đây khoảng một năm, tôi đã nối kết lại với Chúa. Sau khi nhận được email của vị linh hướng của đơn vị thông báo về chuyến hành hương các chiến sĩ đến Lộ Đức, cô cảm thấy mình được mời gọi đăng ký để xem đó có phải là điều Chúa muốn cô làm không. Trước khi đăng ký đi hành hương, Katzenberg hoàn toàn không biết gì về lịch sử của Lộ Đức. Trong chuyến hành hương, cô đã có cơ hội đến suối nước Lộ Đức và đó là một kinh nghiệm cảm động đối với cô. Cô chia sẻ, tôi đã cầu nguyện xin Chúa tẩy rửa linh hồn tôi và tôi cảm thấy giống như là một phép rửa thứ hai. Nó khiến tôi xúc động. Kinh nghiệm này đã thúc đẩy cô trở về với niềm tin Công giáo. Cô thực sự cảm thấy Thiên Chúa đã dẫn cô đến Lộ Đức để lôi kéo cô trở lại với giáo hội. Cô cảm thấy Chúa biết điều cô cần hơn chính cô biết. Cô cảm thấy đó là điều Chúa đang gọi cô làm, tham dự thánh lễ lại và phục vụ trong giáo hội. Trong khi đa số các tín hữu hành hương đến Lộ Đức là người Công giáo, thì cuộc hành hương chiến sĩ đến Lộ Đức được mở rộng cho những người thuộc mọi tôn giáo. Các khách hành hương không Công giáo được các tuyên úy quân đội hướng dẫn. Đây là lần thứ ba. Brian Mininta, một tuyên úy quân đội của trại Bragg ở North California, là người theo Tin lành Methodist, đã tham gia cuộc hành hương chiến sĩ đến Lộ Đức. Lần đầu ông đến đây như một người hành hương. Một người bạn của ông là tuyên úy Tin lành đã tham gia chuyến đi trước đó và khuyến khích ông đăng ký. Sau khi được chấp thuận, Mininta được chọn để hướng dẫn trong một những nhóm hành hương. Sau đó chương trình chiến sĩ đến Lộ Đức mời ông trở lại vào cuộc hành hương năm kế tiếp như một người hướng dẫn chuyến đi và tuyên úy. Dù hội hiệp sĩ Columbus là huynh đoàn Công giáo và Lộ Đức là nhà của rất nhiều nhà thờ và nhà nguyện Công giáo, ông Mininta không cảm thấy mình lạc lõng vì là tín hữu Tin lành. Ông nhận thấy chuyến hành hương là một cơ hội cho các tín hữu Tin lành. Trong chuyến hành hương, các tín hữu Công giáo được nhận lãnh bí tích sức dầu bệnh nhân, trong khi người ngoài Công giáo có cơ hội cầu nguyện để được chữa lành với tuyên úy của họ. Ông Mininta nói, tôi đã cầu nguyện cho mọi người, dù tôi không thể ban bí tích, tôi vẫn đặt tay và cầu nguyện cho họ. Và điều này giúp tôi dễ dàng vượt qua sự khác biệt. Trong đêm kiệu Đức Mẹ tối thứ Bảy, ông là một trong những người rước tượng Đức Mẹ. Trong chuyến hành hương đông người như thế, cần có đội ngũ cộng tác viên như các bác sĩ, y tá và các chuyên viên khác để giúp cho mọi người được bình an, khỏe mạnh. Trung tá Lance Leclerc là bác sĩ hải quân ở Maryland, đã được mời gọi tham dự cuộc hành hương năm nay. Lời mời đến thật đúng lúc khi vợ chồng ông đang tìm cơ hội thực hiện sứ mệnh thầy thuốc của mình. Trung tá Leclerc chia sẻ, chúng tôi luôn tìm những cách trợ giúp các thành viên đang làm nhiệm vụ, nhất là những người bị thương. Đây là sự kết hợp giữa việc tĩnh tâm và hành hương tôn giáo với cơ hội phục vụ những người bị thương, bị bệnh và vì vậy, đó là cơ hội hoàn hảo để kết hợp tất cả những điều mà chúng ta hỗ trợ cách sẵn sàng. Ông cũng nói thêm, tôi đang nghĩ nhiều về việc chữa lành thiêng liêng và tình cảm của các thành viên trong chuyến đi và của những người mà tôi biết họ đang có nhu cầu. Vợ chồng Ben và Jennifer Blackbeard được mời đăng ký chuyến hành hương sau khi gặp thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Columbus, ông Carl Anderson, tại một buổi nói chuyện của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Đôi vợ chồng này làm việc cho giáo xứ của họ và họ biết nhiều về Lộ Đức trước khi hành hương đến đây. Ông Ben xem chuyến hành hương là cơ hội một lần trong đời. Ông nói, nó thật sự là một vinh dự lớn cho chúng tôi, cho cả cha mẹ chúng tôi và cả thế hệ tương lai của chúng tôi. Đối với chúng tôi, chuyến đi thật tuyệt vời. Nhưng ông chú tâm vào việc cầu nguyện và những ân ích thiêng liêng ông nhận được trong chuyến hành hương. Ông hiểu rằng vợ chồng ông đang là những gương mẫu lãnh đạo cho cộng đoàn của mình. Bà Jennifer thì dâng những ý cầu nguyện cho sự bình an của người khác và bà cầu nguyện cho sức khỏe của mọi người trong đoàn cho gia đình ông bà. Một số người đến Lộ Đức với hy vọng nhận được phép lạ qua nước suối Lộ Đức.
và gia đình Fisk đã cảm nhận được điều này. Julian Fisk là con trai 14 tháng tuổi của vợ chồng đại úy Adam và Morgan Fisk. Chào đời cách khó khăn, Julian ngay lập tức được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh để ngăn ngừa những tổn thương não do bị thiếu oxy khi chào đời. Trong khi nỗ lực của các bác sĩ đã thành công được phần nào đó, Julian đã bị tụ máu dưới màng cứng mà ông Adam mô tả là một túi chất lỏng rất lớn được tích tụ trong đầu của đứa bé, có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe trầm trọng. Các bác sĩ dự đoán sẽ mất đến một tháng để khối u tụ được chữa lành. Cha vợ của ông Adam, thầy phó tế vĩnh viễn Max Mitchell, đã bay từ Georgia đến Texas khi Julian đang ở trong bệnh viện. Ông Mitchell đã đến Lộ Đức và mang theo một ít nước đến bệnh viện. Ông rảy một ít nước trên đầu và thân mình bé Julian và cầu nguyện cho bé. Ngày hôm sau, khối máu bầm biến mất. Điều này làm các bác sĩ ngạc nhiên. Ông Adam nói, điều này hiển nhiên là một phép lạ đối với chúng tôi. Hiện nay, bé Julian đã được các bác sĩ chữa trị hoàn toàn và phát triển tương xứng với độ tuổi của em. Một ít tháng sau, khi phép lạ xảy ra với Julian, ông Adam được cha vợ khuyến khích đăng ký vào chuyến hành hương, chiến sĩ đến Lộ Đức. Julian có thể đi cùng cha mẹ đến Lộ Đức và là một trong những thành viên trẻ nhất trong chương trình. Đối với ông Adam, thật là tuyệt vời khi ở Lộ Đức và nhìn thấy hang đá Đức Mẹ. Bà Morgan cũng đang bị một thứ bệnh ngoài da và họ đang cầu nguyện để bà được chữa lành tinh thần cũng như thể lý. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.